Quán em đa dạng ghê á, đủ các loại hình nghệ thuật luôn. Buffet xúc xích đi mọi người ơi. Ủa, mày quen quen ta? Lâu lắm rồi chưa gặp nó, để vô hỏi thăm xem sao. Ê bạn ơi, ôi bạn ơi, lâu lắm rồi không gặp bạn, bữa nay nhìn bạn béo tròn đấy bạn ơi. Bạn ơi, có béo tròn gì đâu. Ôm cái nào bạn ơi, lâu lắm rồi không gặp. Mình nhớ bạn lắm bạn ơi, bây giờ mình ôm thật chặt rồi. Lâu lắm rồi không gặp em. Mấy hôm nay ổn phải không? Kinh trai nè. Kinh trai này hả? Kinh trai nè nhô. Kinh trai nè. Ủa, mà bạn bỏ đi đâu biệt sư mấy tháng nay mà mình không thấy bạn ở trong xóm vậy bạn? À, mình theo ông Biểu lên Sài Gòn làm á mà, thành công lắm. Ủa, thành công sao bạn không bỏ đó làm luôn, mà về đi chi vậy? À, thành công nhân á bạn. Thành công nhân thì về đây là đúng rồi. Có gì còn báo cha báo mẹ nữa chứ. Bạn cứ nói thế mang tiếng mình. Bây giờ mình về đây nè, mở quán buffet xúc xích chung với ông Biểu. Chỉ có 20k một người thôi, ăn trong vòng 20 phút. Bạn có ăn không? Mình cũng đã lỡ vào đây rồi thì bạn cho mình một phần luôn đi. Ok. Biểu Biểu, làm cho ông bạn ta một phần buffet xúc xích đi. Mình biết là bạn sẽ ăn mà, nên là mình đã làm xong cho bạn một phần rồi đây này. Mình ăn thử nha. Ok. Ừ. Nào thế nào. Được. Ngon. Làm mà. Rồi, thôi bạn ăn nha, mình vô mình làm xíu. Ok. Sao? Ổn không? Ngon. Ăn TQ97 ăn 2 tiếng lụm nó 100.000. Quay. Em tới ăn buffet xúc xích hả? Dạ. Em ăn thoải mái đi, em ăn tới tối luôn cũng được. Dạ thôi, em ăn từ sáng luôn. Quay. Em chạy. Tao chỉ phụ mày bán quán vậy thôi hả? Mày không cần tao phải đi lấy thịt thà chứ hả? Thịt là để tao đi lấy. Hai bạn ơi, tính tiền mà đi hai bạn. Buffet xúc xích của bạn Tuân ăn hết 20 phút, hết 20. Cũng lâu lắm rồi chưa gặp bạn Biểu này. Mà giờ này bạn làm ăn sao bạn? Thì cũng tạm tạm thôi bạn. Ngày nào bèo thì được 2 triệu, còn ngày nào ngon thì được 5 triệu. Uầy, làm buffet kiếm ghê hả bạn ạ? Cũng bình thường mà bạn, như này cũng được gọi là thành công rồi. Ừ, không thành công nhân là được. Ê, đi nè, đừng đấy à. Bye bye bạn nhé, mai ghé ủng hộ mình tiếp nhá. Ê, cái thằng kia, sau này công vụ nó ở lại ăn lâu lâu lên xíu, kiếm ra chút tiền. Thôi, nó là bạn tao mà, làm vậy làm chi? Để lần sau đi. Ừ, cái bàn. Đau bụng dữ ta. Qua em ăn đồ ăn của quán Biểu Béo hôm nay bị đau bụng quá bác sĩ ạ. Nó nhận được bao nhiêu thịt vậy bây? Em nhận được 2 bầy. Thúi quá. Còn anh nhận được 3 bầy chắc tầm 3kg á. Vậy ngon rồi anh. Tổng là 5kg. Bán cũng được 100.000 rồi. Được 100.000 rồi, tối nay tao mày cầm nét xuyên đêm luôn. Ok, giờ cầm qua bán cho ăn bữa mập luôn. 5kg 100. Hai em có chịu khó đi ra ngoài bãi rác á, nhặt nhiều nhiều thịt lên xíu, bao nhiêu anh cũng mua. Mang đến đây bán cho anh để có tiền đi chơi net. Ok nha. Ok. Từ 5kg thịt heo thối mình chế biến thành một đống xúc xích. Mình quá đỉnh. Hồi nãy bọn nhỏ nó mang cho tao 5kg thịt heo thối bán cho tao. Tao vừa mới chế biến xong xúc xích đây này. Bây giờ tao với mày á, mang cái đống xúc xích này với cái đống xúc xích ở trong tủ lạnh kia kìa, mang đi ra ngoài quán bán. Công nhận mày hay ghê. Thịt thối mà mày làm thành xúc xích được. Cái thằng Bù Béo này, cả cái thằng này nữa. Tao biết ngay mà, bọn mày bằng chứng là thật đấy. Bọn mày sử dụng thịt thối để chế biến thành xúc xích rồi mang ra bán cho khách đúng không? Yên đi đi hôm qua, tao xúc xích bán cho mày về. Xong đêm qua tao về tao bị đau bụng hoàng qua. Thì ra là bọn mày dùng thịt thối để chế biến à. Lần này á, tao đã quay lại hết rồi. Bọn mày lên phường khỏi mà chối cãi.
Mày tới đây một mình hay là mấy mình? Thì tao đi một mình, tao mới bắt gặp được việc ép của mày. Ủa? Mày đi đâu vậy? Mày biết đâu con hỏi. Mày bán xúc xích từ thịt thối, thằng Tư 97 nó ăn vào, nó nhập viện rồi kìa. Mai mốt thể nào nó ra viện nó cũng điều tra ra được. Đã thế mày còn bắt thằng Tuân Dạy Châu mày nhốt vào nhà kho nữa. Mày nghĩ thử xem tao có nên sợ hay không? Mày sợ cái gì hả? Mày sợ cái gì? Thằng TQ97 thì nó nhập viện, sao mà nó điều tra được? Còn thằng Tuân Trẻ Châu á, bị anh em mình bắt nhốt ở trong nhà kho rồi, sao mà nó nói được với ai? Nó nói được với mày à? Mày cứ yên tâm, mày ở lại làm việc với tao. Mày không phải floor. Mới đầu mày rủ tao về làm chung với mày, mày bảo chỉ bán xúc xích bình thường thôi, mà bây giờ mọi chuyện đi quá xa rồi. Thôi tao chuồn trước đây, mày cũng nên như vậy đi. Quả miếng bù dân, tính anh em bọn mình như cọng bún diều. Xe ôm không em ơi? Xe ôm không? Từ đây đến bến xe bao nhiêu vậy anh? Từ đây tới bến xe là 20 cây, anh lấy chúng mày 20, đi không? Sao rẻ vậy anh? 20 cây mà anh lấy có 20. Anh chạy vì đam mê chứ anh đâu có chạy vì tiền. Thế chứ em có đi không? Đi chứ. Lên xe. Tội mũi ôm. Nhanh lên. Ủa anh làm gì mà đi từ nãy giờ đi vòng vòng tới tối rồi mà vẫn chưa ra bến xe vậy anh? Mà đây đâu phải đường đi ra bến xe đâu anh. Đúng rồi em, đường đây đâu phải đường ra bến xe đâu. Đường đây là đường đi lên đồn công an đó. Tôi xong luôn. Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường cho tôi chờ em mãi thôi ông. Đường tôi đi cùng em mãi thôi ông. Chợt hiện lên dòng Khai Mau. Ê gan đời không biết gì hết. Thằng biểu nó mua thịt thối về để nó làm xúc xích, xong nó bị thằng Tuân bắt, xong nó bắt lại thằng Tuân đúng vào nhà kho luôn. Em sợ quá, em đang định bỏ trốn về Sài Gòn, xong bị các anh bắt. Các anh mau thả em ra để em trốn vào Sài Gòn. Thưa xúc xích của tôi xong chưa chủ quán ơi? Lâu quá rồi á, đói lắm rồi á. Từ từ anh ơi, anh cứ hối vậy, anh hối như cái cối dại gạo á. Hello biểu béo. Ủa tôi 97. Thả ra cái gì vậy? Ờ lắm đúng không? Thả ra. Hành vi phạm pháp của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Và ngày trước, cả tôi và Tuân Trẻ Châu đều bị đau bụng sau khi ăn xúc xích tại quán của anh. Trẻ Châu vì ăn không nhiều nên chỉ bị đau bụng nhẹ. Còn tôi do ăn quá nhiều nên đã phải nhập viện để điều trị. Sau khi phát hiện ra điều đó, Trẻ Châu đã lén theo dõi anh và phát hiện ra hành vi mua thịt thối về để chế biến thành xúc xích của anh. Nhưng vì bất cẩn nên Trẻ Châu đã bị anh bắt nhốt nhằm bịt đầu mối. Sau khi xuất viện ngày hôm đó, tôi đã tiến hành điều tra. Đầu tiên, tôi đã theo dõi Thanh Niên Ngọc và phát hiện anh ta có nhiều điều khả nghi đang trong tình trạng bỏ trốn. Vì vậy, tôi đã phối hợp cùng công an giả làm xe ôm để điều tra anh ta. Sau khi bị bắt, anh ta đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của anh. Sau đó, chúng tôi đã đến đây để tiến hành bắt giữ và đưa anh lên phường. Ờ lắm đúng không? Cả đây. Mời anh theo chúng tôi lên phường.